con chơi nhạc nữa đó. Để có thể áp dụng trò chơi đơn giản này tại nhà hoặc tại trường, chúng ta cần có một khoảng sân, khung thành và một quả bóng. Nếu không có khung thành thì dùng hai vật bất kỳ như hai lon nước cách nhau 2-3 mét để tạo thành khung thành. Luật chơi cần có một bạn làm thủ môn, bạn còn lại sút bóng. Mỗi lần bóng vào khung thành thì tính là một điểm. Sau số lượt đá quy định, bạn nào đạt được tổng điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà ai làm thủ môn đây? Thôi tôi đá luôn đi. Tôi cũng đá. Nhưng hay là rủ ông Trùm lười biếng ra chơi cũng được. Đúng rồi, rủ ông Trùm đi, cho ông Trùm chơi, ông Trùm siêng năng hơn. Đúng rồi. Ủa, ông Trùm đâu rồi? Ông Trùm lười biếng. Cô chuyện rồi, con mặt thung dữ vậy. Cho nó xuống hàng, xếp hàng. Cố lên, nó ơi, cố lên. Đá. Theo vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube Nestle Milo Việt Nam để biết biệt đội năng động sẽ sáng tạo trò chơi gì nha.